bầu lần 3 sắp đẻ, Hải Băng gặp vấn đề về vết mổ cũ, không thở nổi nghe mà sợ. Dòng chia sẻ về tình trạng bầu bì trên trang cá nhân của Hải Băng nhận được rất nhiều sự chú ý từ phía cư dân mạng. Mới đây, Hải Băng vừa chia sẻ về tình trạng bầu bì của mình lên trang cá nhân và nhận được rất nhiều sự chú ý từ phía cư dân mạng. Ở lần mang bầu thứ 3 này, nữ diễn viên gặp rất nhiều rủi ro vì mang thai chỉ sau 3 tháng sinh mổ. Hải Băng chia sẻ, Kyo, 34 tuần 5 ngày, mẹ tích cực uống sữa và uống thêm vitamin cho anh nhanh lên ký. Thân hình mẹ đã lên 13kg rồi, lệ khệ đi không nổi, vì vết mổ cũ nó bị đau, ngồi không đúng thế cũng thở không nổi. Lần thứ 3 rồi, nhưng cảm giác hồi hộp và mong chờ lần này nhiều hơn 2 lần trước. Hẹn con 3 tuần nữa gặp nhau nhé, mong con khỏe mạnh và mọi thứ tốt đẹp sẽ đến với gia đình ta. Vì sắp đẻ nên bụng ngày càng to lên, gây ảnh hưởng tới vết mổ cũ khiến Hải Băng gặp rất nhiều khó khăn. Dưới phần bình luận, nhiều bạn bè người hâm mộ động viên Hải Băng đừng lo lắng và chúc cô mẹ tròn con vuông. Trước đó, Hải Băng cũng tâm sự rằng cô cảm thấy hồi hộp lẫn sợ hãi khi đang ở những tháng cuối của thai kỳ. Nhất là khi cô từng bị bác sĩ cảnh báo có nguy cơ vỡ tử cung khi mang thai lần 3. Mặc dù gặp vấn đề với vết mổ cũ, nhưng hiện tại sức khỏe của cô và em bé đều ổn định. Bà xã Thanh Đạt tiết lộ bé thứ 3 này là con trai. Được biết khoảng 3 tuần nữa là Hải Băng sẽ lâm bồn. Vợ chồng Khánh Thi, Phan Hiển bất ngờ khởi công xe biệt thự mới để chuẩn bị ra ở riêng. Sau một thời gian dài sống chung với bố mẹ Phan Hiển, vợ chồng Khánh Thi mới đây đã khởi công xe biệt thự mới để ra ở riêng. Từ khi kết hôn, Khánh Thi, Phan Hiển luôn là cặp đôi hot nhất nhì showbiz. Cặp đôi từng trải qua tình yêu đầy trắc trở khó khăn để có được hạnh phúc bên nhau với sự ra đời của hai thiên thần nhỏ. Mới đây nhất, trên trang cá nhân, Phan Hiển khoe ảnh khởi công xây dựng nhà mới, ngôi nhà nhỏ của tôi. Trước đó, Khánh Thi tiết lộ cô cùng chồng sống chung với bố mẹ và ông bà tại biệt thự nhà Phan Hiển. Cuộc sống nhà chồng nhiều thế hệ với Khánh Thi không có nhiều trở ngại mà khiến cô thoải mái hơn. Khi có ông bà nội phụ giúp chăm cháu, việc nhà đã có người giúp việc, chủ yếu thời gian mỗi ngày của Khánh Thi và ông xã lên phòng tập và quản lý. Khánh Thi cũng tiết lộ mẹ chồng rất yêu thương cô, dù được gia đình bảo bọc như vậy, nhưng vợ chồng Khánh Thi vẫn muốn ra sống riêng trong thời gian tới để tự lập hơn. Việc Phan Hiển khoe ảnh xây nhà mới chính là lúc vợ chồng cô thực hiện kế hoạch này. Được biết, Phan Hiển là quý tử của một gia đình có truyền thống kinh doanh bất động sản. Từ nhỏ đến lớn, anh sống trong cuộc sống giàu sang nhung lụa. Ông bà ngoại của Phan Hiển là những doanh nhân thuộc hàng có tiếng tăm tại Sài Gòn. Hàng loạt cao ốc biệt thự nằm rải rác khắp những con phố trung tâm Sài Gòn được cho là của gia đình Phan Hiển. Cách đây không lâu, Khánh Thi cũng đã tiết lộ về mối quan hệ thực sự của mình với bố mẹ chồng ở thời điểm hiện tại trong một bài phỏng vấn. Theo đó, cô tiết lộ, thực ra cách sống của gia đình chồng tôi rất dễ. Vì gia đình nhà chồng tôi là bất động sản nên thiết kế mỗi người một góc riêng. Tuy là sống chung, nhưng cũng ít khi chạm mặt nhau. Ông bà nội nói đúng nghĩa là để con dâu tự tung tự tác, muốn làm gì thì làm. Chỉ để đến tối muộn ông bà nội dắt cháu xuống, bảo đến giờ ngủ rồi, cho nó ngủ đi, thế thôi. Vợ chồng tôi được bố mẹ chồng hậu thuẫn tuyệt đối. Cô còn hào hứng tiết lộ thêm, chồng tôi chỉ có hơi ho he một tiếng thôi. Tôi đến gặp bà cố, tức là mẹ của bà nội mách là ông xã bị chỉnh đốn ngay. Còn tôi có vấn đề gì sai sai, mẹ chồng đi nói với chồng mình chứ không có nói với tôi, và chồng sẽ góp ý lại. Tôi thấy cách cư xử này văn minh và nó cũng làm cho mình thấy thật sự thoải mái. Vợ Lý Hải cùng hai con gái dạo chơi Đà Lạt, Minh Hà khoe nhan sắc trẻ trung gợi cảm khi dắt bé Cherry và Sydney đi chơi, chụp ảnh với thiên nhiên trong lành ở thành phố Hoa. Minh Hà đưa hai con lên Đà Lạt chơi và xem ông xã làm phim. Ba mẹ con mặc trang phục kiểu nữ thần chụp hình với chiếc cối xe gió cao 14m mà vợ chồng cô đã dựng lên để quay phim Lật Mặt nhà có khách. Bé Cherry cùng em gái Sydney hào hứng cùng mẹ khám phá thiên nhiên trong lành ở thành phố Cao Nguyên. Minh Hà tiết lộ, hai con gái của cô rất tình cảm và thương yêu nhau. Nhờ vậy, dù gia đình đông con, vợ chồng Lý Hải không cảm thấy quá vất vả vì các bé biết bảo ban tự chơi với nhau khi bố mẹ bận. Các nhóc tì nhà Lý Hải có phần giống bố nhiều hơn, đặc biệt là bé Sydney. Từng tốt nghiệp thạc sĩ ngành luật tại Anh, nhưng Minh Hà vẫn chọn lui về làm hậu phương, hỗ trợ chồng hoạt động nghệ thuật. Cụ hot girl được khen là nhà sản xuất mắt tay, series phim Lật Mặt do cô đảm nhiệm vai trò sản xuất. Cùng ông xã đạo diễn kiêm viết kịch bản gặt hái nhiều thành công lớn. Gái bốn con khiến khán giả ngưỡng mộ với nhan sắc tươi trẻ, hình thể thon thả ở ngoài tuổi 30.
Trong phần phim Lật Mặt, Nhà có khách đang chiếu tại các cụm rạp, Minh Hà gây bất ngờ khi xuất hiện ở cuối phim. Đây là lần đầu cô thử sức với vai trò diễn viên. Lý Hải chia sẻ sau 9 năm gắn bó, anh vẫn thấy Minh Hà là người vợ hoàn hảo, là một nửa không thể thiếu trong cuộc đời của mình. Trấn Thành Harry ngày càng đáng sợ, nhờ bạn quay clip nóng bên tháp Eiffel kỷ niệm 1.200 ngày yêu. Trấn Thành Harry Won ngày càng táo bạo hơn khi thể hiện những cảnh thân mật trước mặt bạn bè, đồng nghiệp. Mới đây, vợ chồng Trấn Thành cùng các đồng nghiệp đã có chuyến lưu diễn kết hợp với du lịch ở Paris. Cách ít giờ, Trấn Thành đã chia sẻ clip vô cùng mùi mẫn của vợ chồng anh khi đứng dưới chân tháp. Cụ thể, để kỷ niệm 1.200 ngày yêu nhau, Trấn Thành Harry Won đã nhờ bạn quay hộ cảnh hôn nhau đắm đuối, ôm ấp tình tứ ngay trước mặt mọi người luôn. Trong khi đó, Lê Giang, Diệu Nhi và anh Đức lại lẻ bóng nên đã chứng kiến trọn cảnh nóng của vợ chồng Trấn Thành. Diệu Nhi còn nói ngay rằng không biết ngại hay sao ấy ôm ấp rồi hôn hít, không thấy ngại với mọi người, trong khi đó anh Đức thì... Trấn Thành Harry Won kỷ niệm 1.200 ngày yêu nhau dưới chân tháp Eiffel. Harry Won cũng hào hứng thể hiện tình cảm với chồng. Hôn nhau mỗi khi đi du lịch là điều chẳng bao giờ thiếu của vợ chồng Trấn Thành. Vợ chồng Harry Won đổi rất nhiều tư thế, quay ngang quay dọc. Hai người rất hạnh phúc trong khoảng thời gian 1.200 ngày gắn bó bên nhau. Trong khi vợ chồng Trấn Thành tình tứ thì Lê Giang quay tự sướng. Trấn Thành còn trêu Lê Giang đứng im như bị trời phạt. Diệu Nhi không có cả đi cùng nên cũng tự quay một mình. Thấy vợ chồng Trấn Thành hôn nhau bị Diệu Nhi rủa không biết ngại, anh Đức cũng chẳng có cặp nên đành chụp tự sướng rồi chỉnh ảnh thôi. Tái xuất showbiz, Trương Hồ Phương Nga trang điểm lồng lộn chặt chém chị em, nhìn như người khác. Vừa quay lại showbiz, Trương Hồ Phương Nga đã ghi điểm với vẻ ngoài lột xác khác lạ đến ngỡ ngàng. Hơn một năm sau ngày được tại ngoại, Trương Hồ Phương Nga vẫn ở ẩn để tránh thị phi. Cuộc sống không còn như trước. Phương Nga thừa nhận cô đã và đang cảm thấy rất áp lực. Tôi chỉ quanh quẩn trong nhà vì nếu ra ngoài có thể xảy ra những chuyện không lường trước được. Khi có việc phải đi, tôi luôn đề phòng từ những chuyện nhỏ như chú ý, xem có ai tiếp cận đạp xe hay không. Tôi thường di chuyển bằng Grab Bike và luôn nhờ lái xe đi chậm sát lề đường. Thời gian gần đây, Hoa hậu Người Việt tại Nga 2007 mới rụt rịch trở lại làng giải trí sau khi những lời tham gia show diễn mùa hè bất tận của nhà thiết kế Đức Vinci. Cách đây ít ngày, Phương Nga tiếp tục có màn tái xuất ấn tượng trong bộ ảnh thời trang khiến công chúng ngỡ ngàng. Dưới bàn tay tài hoa của phù thủy make-up Phan Minh Lộc, mỹ nhân sinh năm 1987 xuất hiện với diện mạo cực khác lạ, vừa có nét giống tóc tiên lại hao hao Angela Phương Trinh. Gương mặt được trang điểm kỹ càng theo tông make-up đậm, những nhé ở môi và mắt khiến Trương Hồ Phương Nga thêm gợi cảm và cá tính. Hoa hậu còn gây ấn tượng với những kiểu tóc phá cách, làm nổi bật chiếc cằm vờ lai của cô nàng. Đã lâu rồi công chúng mới thấy Phương Nga trở lại với một gu làm đẹp táo bạo đến như vậy. Với màn lột xác bất ngờ này, người đẹp hoàn toàn có thể chặt chém hội chị em showbiz, lộng lẫy xinh đẹp không thua mỹ nhân nào. Trước đó, Trương Hồ Phương Nga từng bị bắt gặp đang đi săn hàng giảm giá. Qua những khung ảnh chụp vội, Phương Nga vẫn gây ấn tượng với nhan sắc nổi bật. Những lúc rảnh rỗi, Hoa hậu Người Việt tại Nga 2007 dành thời gian đi chùa cùng cô bạn thân hoặc đi xem ca nhạc. Cô chia sẻ mình yêu cuộc sống bình yên và vui vẻ như bây giờ. Phi Thanh Vân bình yên nghỉ lễ cùng bố mẹ và con trai, nhìn nhan sắc hiện tại ai cũng bất ngờ. Nữ diễn viên vừa tận hưởng chuyến nghỉ dưỡng 3 ngày bên gia đình tại một resort ở Long Hải, Vũng Tàu. Phi Thanh Vân thấy hình như bé lại khi được đi du lịch cùng bố mẹ, giống những ngày còn nhỏ. Chuyến đi có cả bé Tấn Đức, con trai của người đẹp. Nữ diễn viên diện váy điệu đà, tận hưởng những ngày thảnh thơi không ưu phiền bên đấng sinh thành và con. Gia đình cô lưu trú tại một biệt thự ven biển, nơi đây tràn ngập cây xanh, khí hậu trong lành mát mẻ. Sau khi ly hôn Bảo Duy, Phi Thanh Vân khá vất vả. Cô vừa chăm sóc con trai vừa đảm đương việc kinh doanh công ty mỹ phẩm. Thời gian qua, nữ diễn viên gặp vài sự cố trong làm ăn nên khá mệt mỏi. Cô thấy hạnh phúc ngập tràn khi có những ngày nghỉ hiếm hoi bên gia đình. Nhẹ nhàng thôi mà sóng mát ngọt ngào quá. Tôi cảm nhận từng tế bào trong mình đều thấy vui với mỗi giây phút bên bố mẹ và con trai, cô nói. Gia đình Phi Thanh Vân ở trong biệt thự đầy đủ tiện nghi do cô làm chủ. Không gian rộng rãi thoáng đãng có cả hồ bơi để gia đình tận hưởng cảm giác thư thái thoải mái trong kỳ nghỉ lễ. Nữ diễn viên chia sẻ bố mẹ cô sống rất giản dị, tiết kiệm. Dù đi du lịch cùng con gái, nhưng ông bà luôn sợ con chi tiêu tốn kém và dặn cô nên để dành tiền nuôi con trai. Ngược lại, Phi Thanh Vân nói cô có thể đánh đổi cả gia tài của mình chỉ để có những phút bình yên hạnh phúc bên những người thân yêu. Gia đình Phi Thanh Vân đi Long Hải, Vũng Tàu chơi cùng cụ ca sĩ Tường Vi.
Eric nhập viện vì ham giảm cân bị một sao Việt chửi thậm tệ, mặt có giống, đầu lâu xương chéo không. Mặc dù đổ bệnh nhưng nam ca sĩ vẫn phải nghe chửi từ nhiều người. Tối qua Eric khiến fan hết sức lo lắng vì đổ bệnh tới mức nhập viện và phải hủy tất cả các kế hoạch làm việc. Được biết giọng ca chạm đáy nỗi đau bị sốt siêu vi, cần 4-5 ngày để nghỉ hơi, theo dõi. Một trong những lý do khiến Eric ra nông nỗi này là vì ham giảm cân, khiến sức khỏe yếu ớt. Dưới bức ảnh nằm truyền nước đăng tải trên trang cá nhân của nam ca sĩ, nhiều bạn bè đã vào để lại bình luận khuyên răng nhắc nhở anh đừng giảm cân nữa. Một trong những người tức giận nhất chính là nam ca sĩ, nhạc sĩ Nguyễn Trần Trung Quân, người thầy thân thiết của Eric. Trung Quân soi máu vì học trò ăn uống buông thả xem nhẹ sức khỏe. Anh dành cho Eric nhiều lời chửi mắng, nhưng ai đọc cũng hiểu vì thầy đang quá thương trò mà thôi. Eric nhậm viện vì kiệt sức. Đức Phúc khổ thân hai chị em vào ngay đây. Minzy đừng có giảm cân nữa. Nguyễn Hoàng Tôn giữ gìn sức khỏe nhé cưng. Trần Đại Nhân mau khỏe nhé em. Hòa Minzy Đức Phúc quan tâm tới thành viên của gia đình Nguyễn Trần Trung Quân. Thầy ở Hà Nội không vào được, nóng ruột như lửa đốt. Càng điên mày hơn, tao mở đó tao cho một trận. Giảm cưng các thứ sau bây giờ để bị như này có đáng không? Sức khỏe luôn là thứ quan trọng nhất, vừa thương vừa muốn chửi. Ngày nào cũng nhắn cũng hỏi việc ăn uống, bao nhiêu trường hợp giảm cân rồi. Rồi quá sức, dính hậu quả rồi. Kim Võ tách khe nhé con, chiều còn gọi thầy. Các thứ giờ đã như thế này, mày không ăn uống, vào đừng có trách tao điên. Anh ví gương mặt gầy guộc thon dài của Eric giống đầu lâu xương chéo. Eric sẽ sớm phải nghe thầy và mẹ mắng cho một trận to. Trung Quân dìu dắt Eric trên con đường nghệ thuật từ lúc mới bước vào nghề. Gương mặt nhọn hoắt của nam ca sĩ đã là đề tài bàn tán từ lâu. Ngoài giảm cân, diện mạo của Eric còn bị xem là một sản phẩm của dao kéo quá đà.